Chủ quán canh cua 700.000 một tô chạnh lòng chia sẻ về việc làm ăn khó khăn sau khi bị nhiều reviewer tìm đến, cho dù quán của bà đã bán suốt 30 năm. Trong thời gian qua, việc các reviewer liên tục bóc phốt và đấu đá lẫn nhau trên các trang mạng xã hội khiến cho dân tình không biết đường nào mà lần. Nhưng đỉnh điểm phải kể đến việc có một số nhà hàng đã thẳng tay dán giấy miễn tiếp đối với một vài reviewer có tiếng. Đó như một hồi chuông cảnh tỉnh, liệu việc bạn bày tỏ quan điểm cá nhân nhưng lại ảnh hưởng đến người khác thì có nên hay không? Chủ quán bánh canh từng rầm rộ vì bán một tô 700.000 đồng đã có những chia sẻ thấm đẫm nước mắt vì những gì từng trải qua. Cái càng đó là 300 gram, thì mấy người cứ đi ra chợ chợ Sài Gòn á, mà nó một có lỗi chứ không có ở đâu có cái càng cua như vậy. Lâu lâu tôi mua bán nó lâu năm thì lâu lâu hồi đó nó tuyệt đời tôi mới gặp được cái mấy càng cua vậy thôi, nó bự tới như vậy. Giờ tôi nói cho cô nghe, tôi chào thì người ta chịu ăn, tôi vô tôi dở thùng là duy nhất chỉ có một tô đó thôi chứ không phải là tôi bán 700.000. Mà tôi nói thẳng với cô, tôi bán tôi đều chào giá, khách nào vô tôi cũng đều chào giá. Nhưng mà nói thẳng nè, những người 30 tôi cũng bán, 20 tôi cũng bán. Có phải tôi bán giá không? Chắc cao chắc ít nhưng rất ngưỡng đâu. Có nhiều điều tôi không có nói được. Nói thiệt, chăm dâu đổ lên đầu cặp. Thời gian này, cộng đồng mạng hầu như đều quay lưng về phía các reviewer bởi việc cho rằng chỉ nêu lên ý kiến cá nhân nhưng hệ lụy mang đến cho các cửa hàng sau đó lại quá lớn. Tuy nhiên, cũng không ít người bay vào bày tỏ rằng bà chủ quán bánh canh đang diễn bởi lẽ trước đó đã có rất nhiều người chia sẻ đến quán bà mà gọi mấy tô 20-30 ngàn hay kể cả 50 ngàn thì thái độ phục vụ vẫn rất tệ, cứ phải từ 300.000 trở lên mới phục vụ cơ. Ý kiến của bạn về việc này như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nghĩ cho 8TV được biết. Và đừng quên like, share cũng như subscribe để ủng hộ kênh mỗi ngày bạn nhé!